Đây mình đã đăng cái chữ này lên đây để anh em cập nhật anh em nhé. Mình cũng sẽ đưa lên các cái trang mạng YouTube rồi Zalo rồi là TikTok, đăng lên cả Facebook nữa, nên là anh em cập nhật được anh em liên hệ với bên mình nhé. Số điện thoại 0965 951 955. Đây là những cái chuyến xe chở những cái đồ cuối cùng khai tử cho ô tô cũ Quảng Ninh. Nên là anh em lưu ý nhé, tìm đúng người đúng điểm. Dỡ hết rồi anh em nha. Đây, chuyển hết cả cam, cả mạng, cả tivi, tháo luôn cả tivi ra em nhé. Ừ, tháo luôn anh tivi với các cái giá tivi, tháo hết luôn cho anh. Xem những cái rắc rắc đi theo ấy, chú ý thu cho nó đủ, không phải về bên kia cắm lại thiếu. Đây, còn cái bàn VR đây thì chuyển sau một chút này. Đấy, tivi mạng này, cam kiếc là mình chuyển đi hết. Đấy, anh em lưu ý nhé, không thì lại đến nhầm địa chỉ, liên hệ nhầm người, nguy hiểm lắm. Hàng xịn đấy, hàng xịn nó hơi nhẹ tí. Quá đẹp. Đấy. Đấy. Nhà mình có mấy xe chuyển đồ đây thôi. Còn mấy cái xe khác là không phải nha anh em nhé. Anh em lưu ý không là để sai địa chỉ, sai người. Nhắc đi nhắc lại là anh em gọi điện hoặc là đến cơ sở mới Solo ô tô số 1 đối diện với này trạm đăng kiểm của ông Bí. Số điện thoại Đức Trung để góc màn hình anh em lưu ý nhé, 0965 951 955. Những cái món này là chuyển đi hết.